ven bờ bắc sông Trà, đoạn qua xã Tịnh Long. Một vườn hoa đầy màu sắc trên khoảng diện tích 2.500 m². Rất nhiều người dân, du khách đã đến tham quan, check-in để ghi lại những hình ảnh đẹp với hoa và khung cảnh thiên nhiên bên bờ sông Trà. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên khai trương của cái vườn hoa này, là các cô ở phường Trương Quang Trọng đến đây để chiêm ngưỡng và chụp hình để làm những cái kỷ niệm mà xuân về đẹp và an lạc. Điểm tham quan đi về nơi có gió có nhiều tiểu cảnh độc đáo như cầu tre, chòi tre và các chuồng nuôi cừu phục vụ du khách tham quan chụp ảnh. Điểm nhấn trong các tiểu cảnh là bờ xe nước, biểu tượng ký ức của người Quảng Ngãi. Việc sử dụng nguyên liệu chính là tre giúp tiết kiệm chi phí, vừa tạo khung cảnh mộc mạc êm ả bên bờ sông Trà Khúc. Có lẽ là lần này là lần đầu tiên mà cái cách trang trí, bố trí, bố cục cái lồng hoa rất là đẹp, mà để giúp cho những người khách du lịch hoặc là bà con ở quê mình Quảng Ngãi vì đây là có nơi vừa vui chơi vừa chụp hình để làm kỷ niệm. Điểm xuất phát của điểm tham quan đi về nơi có gió bắt đầu từ ven bờ bắc sông Trà Khúc, đi về hướng chùa Minh Đức, cầu Cổ Lũy, rừng Dừa Nước và biển Mỹ Khê. Khách du lịch sẽ được trải nghiệm ngồi trên thuyền, hòa mình giữa dòng sông Trà hữu tình, thưởng thức những làn điệu dân ca trong tour trải nghiệm dân ca trên dòng Trà Giang do các nghệ sĩ người dân địa phương biểu diễn. Du khách sẽ được đón tiếp tại bãi bồi bờ Nam để tham quan trang trại rau sạch của hợp tác xã Sung Tích. Tại đây có chương trình trải nghiệm một ngày làm nông dân. Hợp tác xã cũng mong muốn rằng là đây là coi như là cái điểm đầu để mà thu hút cái khách du lịch đến với xã nhà, giới thiệu hình ảnh của Tịnh Lan đến với du khách, và mong muốn hơn là liên kết với các cái điểm du lịch ở các địa phương ở lân cận để mình tạo thành một cái mô hình du lịch cộng đồng để mà cùng nhau phát triển du lịch của địa phương và tạo công ăn việc làm cho bà con cũng như là góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Điểm tham quan thú vị bên dòng sông Trà đã mở cửa đón du khách đến tham quan trải nghiệm. Một điểm đến mới mẻ thích hợp với những người muốn hòa mình với thiên nhiên, tìm hiểu cuộc sống làng quê, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Đây cũng là điểm đến phù hợp cho hoạt động học tập, tham quan, trải nghiệm, kỹ năng sống và giải trí cuối tuần của các em học sinh.